cho người đi thảm ghi ý kiến vào nhá. Ý kiến về làm là ý kiến nè. Ừ, trong cái biên bản phải có chứ. Cái mặt tôi em đi. Thấy chưa? Công an giao thông nhá. Anh đập máy của dân nhá. Đập hồi nào? Đây, anh là người đập máy của dân nhá. Đập anh đập cái máy có gì không? Máy có quay lại không? Anh hành xử như vậy đó. Máy có quay không? Đó giao thông các anh mà anh hành xử như vậy đó. Anh là người anh nhận lương của dân mà anh hành xử như vậy á. Đúng không? Không phát lương tôi hồi nào mà có lại lương phải không? Cái người dân đóng thuế là đang nuôi các anh đấy. Không cần đóng thuế nữa. Đúng không? Quần áo các dân đang mặc là vậy đấy. Bây giờ nhá. Anh cứ này rồi xong anh nó nữa. Cái gì á? Cái biên bản anh không cho người dân đi ý kiến vào. Anh ý kiến gì nhà làm đi. Tại sao biên bản mà anh không cho? Anh ta nhìn cái gì? Đây là tên tôi nè. Nè. Cắt cái này. Đây là tên này nè. Số hiệu là ghi rõ rõ vô. Em nói thẳng luôn á, anh ghi ra biên bản, anh không cho người dân ghi ý kiến vào luôn, đúng không? Bằng lái của em anh giữ luôn đúng không? Anh giữ được không? Em nhảy anh nhắm anh giữ. Anh nhắm anh giữ về làm ý kiến vô, làm ý kiến vô. Đấy, nè, ghi biên bản xong nhá. Giữ luôn luôn của dân nha, không cho dân ghi ý kiến vào nhá. Bằng lái của em đâu? Trả bằng lái cho em đi. Cái đó anh sai hoàn toàn rồi đó. Anh sai hoàn toàn rồi, thấy không? Đang, cái bằng lái của em anh đang giữ đấy nhá. Đó, không cho dân ký là tự động lấy bằng lái của dân này. Không ai tự động hết á. Ừ, anh tự động là người giữ lấy bằng lái của dân này. Nha. Công an các anh làm như vậy đúng không?